Em ơi, anh về rồi nè. Mau ra đây, anh có chuyện vui kể cho em nghe nè. Em đây, có chuyện gì sao? Chuyện vui gì với anh? Vào đây, anh bảo cái này. Anh vừa mới lãnh lương, đã vậy anh còn được thưởng nữa đó. Em thấy anh có giỏi không? Thật ạ, chồng em là giỏi nhất. Vậy là tháng này nhà mình cũng dư giả là một chút anh nhỉ? Mà em nè, dù gì nhà mình cũng dành dụm được một khoản nho nhỏ. Anh định mua một cái gì đó hữu ích cho gia đình, có giá trị một chút, cũng coi như là làm của cho có với người ta. Em thấy thế nào? Thật ạ, em cũng nghĩ thế. Tiền mình để đấy rồi cũng tiêu hết. Theo anh thì ta nên mua gì? Nhà mình gì cũng thiếu, nên phải mua cái gì thật cần thiết. Anh nghĩ là nên mua một cái tivi đi. Anh không muốn cứ phải sang nhà hàng xóm xem ké mãi đâu. Với lại cũng sắp tới mùa bóng rồi, mà mấy trận hay toàn đá nửa đêm thôi, đâu phải lúc nào cũng sang nhà hàng xóm xem được đâu em. Mà em cũng mê xem phim tình cảm còn gì. Chưa hết đâu nha, có cái tivi trưng trong nhà vừa sang vừa đẹp nữa đó em. Theo em thì mình nên mua cái tủ lạnh, vừa tiết kiệm được nhiều khoản tiền, vừa bảo quản được thức ăn, mà đến mùa hè lại có nước mát để uống nữa. Ra đi chợ nữa. Nhưng mình chỉ đủ tiền để mua một thứ thôi. Anh thì thấy cái tivi nó cần thiết hơn. Đi làm về mệt, còn có cái để giải trí nữa chứ. Theo em thì em muốn mua cái tủ lạnh, tiết kiệm được nhiều thứ lắm anh ạ. Với lại bớt được nhiều công việc hàng ngày nữa. Còn tivi anh có thể đi xem nhờ được mà. Anh không muốn phải đi xem nhờ nhà hàng xóm nữa. Bực bội lắm em à. Nhiều lần anh phải bỏ về vì bị canh khóe. Anh khó chịu lắm. Với lại mình cũng phải xem tin tức để cập nhật thông tin chứ. Theo em thì cái tivi chẳng có ích gì cả. Rảnh rỗi anh còn phụ giúp được em. Có tivi vào rồi, anh chắc gì đã phụ giúp em nữa. Vậy em có nghĩ cho anh không? Bình thường anh đã không nhậu nhẹt chè chén, có mỗi một cái sở thích nhỏ, em cũng không đồng tình với anh. Anh có một ước mơ, đó là mua một cái tivi. Có phải em quá đáng lắm không? Anh nói em quá đáng? Em chỉ nghĩ cho gia đình mình thôi mà. Anh cứ làm như em ích kỷ lắm vậy. Thôi, anh làm gì tùy anh. Được rồi, tiền đây. Em muốn mua gì thì mua, tùy em. Chuyện vui là thành ra cãi nhau, biết vậy khỏi bàn, khỏi mua cái gì hết. Bực hết cho mình. Tự nhiên sao lại nổi nóng với mình cơ chứ? Mình chỉ muốn tốt cho gia đình mình thôi mà. Mình nói gì sai cơ chứ? Rõ ràng là vợ mình cũng thích xem phim tình cảm mà. Mình cũng muốn cho cô ấy được giải trí thôi, chứ có phải mỗi mình xem đâu. Những cái tivi mà mình ao ước đây mà, cái nào cũng đẹp hết vậy. Cửa hàng này bán nhiều lọ hoa đẹp ghê ta. Nếu nhà mình có một chiếc tủ lạnh, mua một chậu đặt lên chắc là đẹp lắm. Mà kể ra, vợ mình nói cũng đúng. Có một chiếc tủ lạnh kể cũng tiện thật. Vợ mình sẽ tiết kiệm được thời gian đi chợ, có thêm thời gian để nghỉ ngơi. Sao mình không suy nghĩ gì hết vậy ta? Vợ mình là một người chu đáo, biết lo nghĩ tiết kiệm. Vậy mà mình lại trách cô ấy. Mình tệ thật.
Về nhà mình sẽ mua một chiếc tủ lạnh mới. Cô ấy chắc sẽ vui lắm đây. Em ơi, anh về rồi nè. Anh có quà cho em đây. Anh xin lỗi vì khi nãy đã to tiếng với em. Anh à, em cũng suy nghĩ kỹ rồi. Mình nên mua tivi trước. Vợ chồng mình có thể giải trí sau cả ngày làm việc mà. Đi xem nhờ nhiều cũng bất tiện đúng không anh? Nên là em mua một cái tivi rồi. Anh thấy có đẹp không? Em xin lỗi, anh đừng giận em nữa nhé. Không, người xin lỗi là anh mới đúng. Lúc nãy anh có hơi to tiếng với em, bởi vì anh cũng hơi nóng tính. Nhưng anh hứa anh sẽ không bao giờ như thế nữa đâu. Không sao đâu anh. Lúc nãy ra phố, anh có mua bình hoa. Anh cứ nghĩ là cái bình hoa này mà đặt lên tủ lạnh thì sẽ đẹp lắm. Anh định ngày mai sẽ đưa em đi mua một cái tủ lạnh mới. Nhưng mà không sao, từ giờ anh sẽ cố gắng làm việc để sắp tới còn đưa em đi mua tủ lạnh chứ. Lúc đó mình sẽ đặt cái bình hoa này lên cái tủ lạnh, chắc là đẹp lắm em ha. Còn bây giờ thì anh tặng cho em. Cảm ơn anh. Anh xin lỗi. Em nghĩ cho anh nhiều như vậy mà anh lại làm em buồn. Từ giờ, giờ cho mình cùng cố gắng em ha. Anh à, anh thấy tivi có đẹp không? Đẹp lắm, nhưng không đẹp bằng em đâu.